Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể đăng tải một cái sản phẩm lên cái website WordPress của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị các file hình ảnh đâu ạ? Các file hình ảnh sản phẩm của các bạn muốn đăng lên. Ở đây thì tôi đã tải một cái file toàn là hình ảnh của cái sản phẩm mà tôi muốn đăng đây. Ngoài ra thì các bạn cần phải chuẩn bị nội dung, đúng không ạ? Các cái phần mô tả, nội dung ở đây là các phần mô tả phần giá của sản phẩm. Ví dụ ở đây là đồng hồ, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả các file nội dung này. Các file nội dung tôi copy sẵn ra, đúng không ạ? Copy sẵn ra đây. Ra Word hay là trên cái phần mềm Notes này cũng được. Đó, thì chúng ta copy sẵn ra đây. Chúng ta chuẩn bị file hình ảnh. Hình ảnh thì tốt nhất là khung hình vuông, đúng không ạ? Khung hình vuông 500x500 hoặc là 900x900, và nó dưới, để tốt cho SEO, đúng không ạ? Để tốc độ tải trang tốt thì nó phải dưới 200 KB, đúng không ạ? Đây, 140 KB, đúng không ạ? Ok, khá là ok rồi. Thì sau khi chuẩn bị tất cả những cái phần như là mô tả sản phẩm, đúng không ạ? Hình ảnh ở đây thì có những cái hình ảnh mà hình đại diện này, đúng không ạ? Những cái hình ảnh là hình đại diện và những cái phần góc cạnh của sản phẩm để chúng ta mô tả rõ hơn cho khách hàng biết được cái sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một vài cái hình ảnh, đúng không ạ? Ngoài sản phẩm, để chúng ta đặt cái hình đại diện ra thì chúng ta cần phải có những cái sản phẩm thể hiện rõ ràng cái sản phẩm của chúng ta, góc cạnh, tất cả những cái góc cạnh khác nhau, hoặc là khi mà khách hàng sử dụng, khách hàng đeo, khách hàng mặc chẳng hạn, khách hàng sử dụng chẳng hạn, thì nó có những cái hình ảnh để minh họa cho sản phẩm rõ ràng hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta cần phải có phần giá. Đó, hình ảnh thì có hai loại, đúng không ạ? Đại diện này và hình mô tả. Đại diện và hình mô tả sản phẩm. Đó, đây là những thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào cái trang quản trị website của chúng ta. Thì để có thể đăng được sản phẩm thì chúng ta cần phải có cái quyền là quản lý cửa hàng, ít nhất là quản lý cửa hàng, đúng không ạ? Hoặc là quản lý cái website này. Còn nếu như các bạn có cái quyền là biên tập viên thì chúng ta cũng vẫn chưa thể nào mà đăng sản phẩm được. Thì sau khi chúng ta có cái tài khoản quản trị rồi thì chúng ta đăng nhập vào. Nếu như bạn chưa có quyền để quản lý cửa hàng thì các bạn yêu cầu admin của website, đúng không ạ, sẽ cấp quyền cho các bạn. Rồi, ok, đây là cái tài khoản của tôi và tôi tiến hành truy cập vào cái phần đăng sản phẩm. Ok, để có thể đăng được sản phẩm thì các bạn click vào phần sản phẩm này, rồi các bạn click vào thêm mới. Đó, các bạn click vào thêm mới. Đó, ví dụ ở đây là đồng hồ, đúng không ạ? Ở đây sẽ là đồng hồ Masina, ví dụ vậy. Xuất xứ gì gì đó, tuyệt đẹp. Thì để cho cái sản phẩm này nó tối ưu hơn và cái bài đăng của các bạn tối ưu hơn thì các bạn cần phải học thêm về SEO, đúng không ạ? Học thêm về SEO những phần sản phẩm này. Tuy nhiên ở video này thì chỉ giới hạn ở cái phần là tôi hướng dẫn cách đăng sản phẩm đến các bạn mà thôi. Còn phần SEO thì các bạn sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm, đúng không ạ? Và ở đây tôi sẽ mở cái trang web chính lên. Ví dụ ở đây tôi sẽ kéo xuống cái phần đây, đồng hồ nữ. Cái phần đồng hồ nữ của chúng ta đây, đúng không ạ? Đồng hồ nữ chính hãng Tasina. Đây, đây là cái phần mô tả rõ ràng nhất, đúng không ạ? Đây là cái phần mô tả ngắn này. Giá này, có phần giá ở đây này. Và cái phần mô tả dài này. Đó, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái bài viết dạng như thế này, đúng không ạ? Đó, dạng như thế này chúng ta cần phải chuẩn bị. Nó phải có tiêu đề này,
Đó. Tiêu đề 1 nó bền bỉ, nó cao cấp bền bỉ, thì chúng ta viết một đoạn mô tả vì sao nó cao cấp, nó bền bỉ này. Rồi tiếp theo thì thiết kế độc đáo trẻ trung, đó thì chúng ta minh họa này. Đó, về giá này. Đó, nếu có video thì chúng ta đưa vào, đúng không ạ? Rồi chế độ dành cho khách hàng. Đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái bài viết tương tự như thế này. Nó có những cái phần như thế này, đúng không ạ? Thì ở đây tôi copy cho nhanh nhá, để tránh mất thời gian của các bạn. Đó. Copy này. Đó, các bạn chuẩn bị sẵn ra cái file Word hoặc là file Notes để các bạn tiến hành, các bạn dán vào thôi, đúng không ạ? Ví dụ ở đây tôi đặt là đồng hồ nữ xuất xứ như Nhật Bản hay là Đài Loan gì đó, tuyệt đẹp dành cho chị em. Đó thì các bạn có thể đặt cái tiêu đề như thế này. Tiếp đến ở cái phần này là cái phần mô tả ngắn, đúng không ạ? Sorry, ở cái phần này là cái phần mô tả ngắn ở dưới này. Đây, đây là cái phần mô tả ngắn, thì chúng ta chỉ cho một vài thông tin cơ bản thôi. Đây, chúng ta có thể xóa bớt cái này đi. Đó. Mô tả ngắn thì chúng ta chỉ cho cái thông tin như này thôi. Đây, cái phần mô tả ngắn thì nó xuất hiện ở trên đây, đúng không ạ? Xuất hiện ở trên đây. Rồi, tiếp đến là cái phần mô tả dài, các bạn có thể copy. Đó, copy. Đây, copy hết cái trang này luôn cũng được. Đó, rồi, tiếp đến. Đây. Chúng ta copy hết vào cái trang này, đúng không ạ? Thì ví dụ nha, ví dụ cái phần hình ảnh này nó là chưa có, đúng không ạ? Nó chưa có. Cái phần hình ảnh này chưa có. Đó, thì các bạn có thể thêm vào bằng cách là gõ enter này, đúng không ạ? Rồi, các bạn thêm vào bằng cách là các bạn click vào thêm media. Đó, thêm media, các bạn chọn tập tin. Rồi các bạn tải lên thôi. Đây nhá, nó có phần thư viện, thì là đây là trên cái website của bạn lưu trữ, đúng không ạ? Còn nếu như bạn chưa có thì các bạn tải tập tin lên, các bạn chọn tập tin này. Rồi, ở cái phần download này thì tôi sẽ tải một cái hình ảnh lên, ví dụ cái hình ảnh này. Đó, tải hình ảnh này lên. Rồi. Các bạn đặt ở đây là đồng hồ. Taxi là chính hãng khách hàng. Đó, các bạn đặt đàng hoàng ở đây, đúng không ạ? Rồi, có thể copy dưới cái phần mô tả này, rồi thêm vào sản phẩm. Rồi, để có thể điều chỉnh nó ra giữa thì các bạn click vào. Đó, và đi chuột trái vào cái hình ảnh này. Các bạn cắn sữa. Đó. Vậy là xong. Đó, đây là cách chúng ta có thể chèn một cái hình ảnh vào trong bài viết của chúng ta, trong bài viết mô tả, đúng không ạ? Ví dụ như cái phần video sản phẩm này chưa có chẳng hạn, tôi xóa đi nhé, thì các bạn cũng làm tương tự thôi, đúng không ạ? Cũng làm tương tự, thì chúng ta có thể thêm bằng cách là chúng ta có thể thêm bằng media này, và chúng ta chèn từ URL, đúng không ạ? URL chúng ta dán vào đây. Đây, ví dụ cái này tôi sẽ mở lên này, rồi click vào YouTube. Đây nhá. Đây. Cái này thì tôi bắt đầu tôi copy cái phần link của nó này. Đây. Click vào phần share này được không ạ? Copy vào phần share và tôi copy cái đường link này. Đấy, copy cái đường link này. Và bắt đầu tôi dán vào, chèn từ URL này, tôi dán cái đường link vào đây. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện cái video của chúng ta, click thêm vào sản phẩm. Đó, đúng không ạ? Đây là cách 1. Cách 2. Rồi, tôi có thể xóa đi. Chúng ta enter này, chúng ta dán trực tiếp cái đường link vào đây luôn. Thì nó sẽ chưa tôi gõ enter. Gõ trực tiếp vào đây. Thì nó cũng sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Nó cũng sẽ xuất hiện video của chúng ta. Đây, các bạn nhớ chọn phần trực quan nhé. Cái phần này là phần liên quan đến code, đúng không ạ? Liên quan đến code.
chúng ta phải click vào phần trực quan này để chúng ta biên tập bài cho nó dễ. Đó. Ở đây thì nó vẫn chưa xuất hiện, nhưng chúng ta cứ để đây đi, lát nữa chúng ta sẽ khắc phục sau. Rồi cái phần giá thì chúng ta có thể giá bán thường, tức là thường cái giá thường ngày chúng ta hay bán đó. Ví dụ ở đây cái sản phẩm này là bán 499.000 đúng không ạ, thì giá hàng ngày chúng ta bán 499.000 đó, thì chúng ta gõ là 499. Còn cái giá khuyến mãi tức là tuần, ví dụ hôm nay là mùng 8 tháng 3 tôi muốn khuyến mãi bán cái sản phẩm này là 199.000 thôi chẳng hạn đó, tôi lên lịch thì trong vòng từ ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày trong vòng một tuần đúng không ạ, 15 tháng 3 đó, hoặc là chúng ta có thể để mặc định, chúng ta có thể để mặc định cho nó khuyến mãi 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 luôn cũng được đó. Rồi như vậy là tương đối xong đúng không ạ, mô tả ngắn này, mô tả dài này, phần giá này đó. Còn những cái vấn đề liên quan đến sale thì các bạn cần phải học hỏi thêm. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào trong cái danh mục, nếu như chưa có danh mục, ví dụ ở đây là đồng hồ thì các bạn gõ là đồng hồ nữ, đồng hồ nữ đúng không ạ. Bắt đầu ở đây tôi sẽ kiếm đó, nếu như có danh mục đồng hồ nữ thì chúng ta cứ tích vào, chúng ta chọn thôi. Ok, ở đây chưa có thì tôi sẽ tiến hành thêm danh mục mới này, đồng hồ nữ đúng không ạ, danh mục đồng hồ nữ. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ tích vào cái phần danh mục là đồng hồ nữ ở đây. Rồi tôi có thể thêm một cái từ khóa ở đây là đồng hồ nữ ta si na đúng không ạ. Ok, click vào thêm. Đó, thì cái từ khóa này để cho nó sale tốt thôi, không có gì cả. Rồi thiết lập ảnh sản phẩm, ở đây thì tôi sẽ tiến hành thêm một cái ảnh đại diện này đúng không ạ, đây là cái phần đại diện của chúng ta, cái phần đại diện là cái phần mà chúng ta sẽ thấy ở đây này đúng không ạ. Rồi tiếp đến là album hình sản phẩm, tức là thêm ảnh thư viện sản phẩm thì chúng ta có thể tải, chúng ta có thể tải tất cả các hình ảnh này lên, bỏ cái hình ảnh này đi. Rồi chúng ta mở này, nó chờ nó tải hết về. Thì hình ảnh album này nó thể hiện tất cả những góc cạnh hoặc là khi mặc trên người hay đeo trên người thì nó đẹp như thế nào, thì nó chụp lại để cho khách hàng có những cái cảm nhận chân thực về cái sản phẩm của chúng ta đúng không ạ. Thì các bạn cần phải có album này để thể hiện rõ cái sản phẩm của chúng ta đến khách hàng. Rồi chờ tải lên, thì để cho tốt về sale thì các bạn cần phải tích vào từng cái hình ảnh này đúng không ạ, tích vào từng cái hình ảnh này, các bạn tối ưu cái văn bản thay thế này, chú thích mô tả này đó, các bạn tích vào từng cái hình ảnh này để các bạn bổ sung những cái phần còn thiếu này, ví dụ văn bản thay thế ở đây là đồng hồ đứng này, đối diện mặt này, dây đồng hồ này đúng không ạ, ví dụ vậy. Tùy vào từ khóa thì chúng ta sẽ có những cái văn bản thay thế. Rồi bây giờ tôi tích chờ quay trở lại này, thêm vào thư viện đúng không ạ. Chúng ta cứ thêm vào thôi. Đó, nó có bao nhiêu cái hình ảnh thể hiện cái sản phẩm chúng ta thì chúng ta cứ thêm vào. Tiếp tục ở đây có rất nhiều hình đúng không ạ, thì tôi sẽ thêm nhiều hình vào. Đó, thêm vào, cái nào có rồi thì chúng ta xóa đi. Rồi như vậy là tương đối rồi, chúng ta sẽ có cái phần là phần mô tả chính này. Phần mô tả chính thì nó sẽ ở cái phần dưới này đúng không ạ, phần dưới này. Đây, đây là phần mô tả chính. Đó, chúng ta có thể thêm một số cái đường link chẳng hạn, ví dụ ở đây ở phần cuối này chúng ta có thể thêm. Đó, thì chúng ta click lại vào đây này đúng không ạ. Chúng ta ví dụ nhá, chúng ta thêm xem thêm các sản phẩm khác tại đây, hai chấm đồng hồ nam
đồng hồ, trẻ em. Ví dụ vậy, đúng không ạ? Rồi tiếp đến chúng ta bôi đen này, chúng ta sẽ dán cái đường link, ví dụ danh mục sản phẩm đồng hồ nam, chúng ta dán vào đây, chúng ta chọn áp dụng, đúng không ạ? Ví dụ ở đây là cái đường link của cái danh mục sản phẩm, đây danh mục sản phẩm là đồng hồ trẻ em, thì chúng ta dán vào đây để khi mà khách hàng đọc thì khách hàng có thể tích vào, click vào đây, click vào trực tiếp cái phần chữ này thì nó sẽ dẫn đến cái trang, những cái danh mục mà chúng ta mong muốn khách hàng xem, được không ạ? Rồi nếu chúng ta không muốn nữa thì chúng ta có thể bỏ đi, xóa đường dẫn này, đúng không ạ? Đó. Rồi phần giá ok rồi, phần mô tả ngắn ok rồi, hình ảnh sản phẩm, hình đại diện và hình mô tả thư viện sản phẩm cũng ok rồi, từ khóa sản phẩm ok rồi, và cái phần danh mục này chúng ta tích chọn vào đồng hồ nữ cũng ok rồi, đúng không ạ? Hoặc là phụ kiện thời trang gì đó chúng ta có thể lựa chọn. Đây, chúng ta có thể lựa chọn nhiều danh mục cũng được, đúng không ạ? Rồi sau khi chúng ta làm đầy đủ tất cả những cái nội dung này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành đăng. Rồi chờ một chút xíu để cho website xử lý. Rồi đấy, đây là chúng ta đã đăng thành công rồi. Rồi tôi sẽ click để xem. Rồi mở. Rồi đồng hồ Tashina xuất xứ .. tuyệt đẹp dành cho chị em, đúng không ạ? Đấy. Đấy, chúng ta có thể click vào xem tất cả những cái album của cái sản phẩm của chúng ta, danh mục đồng hồ nữ này, từ khóa đồng hồ nữ Tashina này, đó phần mô tả của chúng ta này. Đấy. Chúng ta có thể chèn video thông qua cái cách là thêm media, đúng không ạ? Thêm media và chèn từ URL, hoặc là chúng ta có thể dán trực tiếp cái đường link, dán trực tiếp cái đường link. Đây ví dụ copy đường link nha, xóa đi này. Chúng ta có thể dán trực tiếp đường link vào đây luôn. Đó, thì nó cũng sẽ xuất hiện. Đúng không ạ? Các bạn nhớ cập nhật. Rồi ok. Đó, như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể đăng sản phẩm lên cái website WordPress rồi. Đấy, ví dụ như chúng ta chèn link thì chúng ta click vào ví dụ như này thì nó sẽ dẫn đến cái đường link mà chúng ta mong muốn khách hàng đến. Đó, tôi chỉ demo cho các bạn thôi, đúng không ạ? Rồi như vậy là tôi tin chắc là các bạn đã biết cách đăng cái sản phẩm trên website WordPress của các bạn rồi, và các bạn nhớ luyện tập thường xuyên nhé. Nếu như các bạn thấy cái video này hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video này cho nhiều người được biết hơn. Và các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc bạn thành công.